Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, đáng chú ý có nội dung cấm can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, thành phố nội nghiêm cấm can thiệp tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ công chức viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm Quá trình xử lý xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước thì phải thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Đồng thời gửi Sở Nội vụ để phục vụ công tác quản lý cán bộ, kiểm điểm xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường quán triệt đến cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc đơn vị địa phương mình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông phấn đấu mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động là một tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền vận động việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông nhất là không điều khiển phương tiện giao thông khi đã dùng rượu bia